Dù các sản phẩm bếp ga, bếp từ xuất hiện ngày càng nhiều trên thị trường với đủ kiểu dáng mẫu mã, thế nhưng hiện nay, bếp than tổ ong vẫn đang được một bộ phận không nhỏ người dân sử dụng bởi chi phí rẻ hoặc chỉ đơn giản là theo thói quen. Bà có cả bếp ga, thế nhưng mà bà già bà đun mà sợ lắm. Mà cái bếp này bà chỉ quạt một tí, bà ngồi bẩy một chỗ, lúc nào nó sôi đấy, sôi thì bà cho rau vào, không có bà ra bà vào trong nhà ngồi bẩy một chỗ, bà mở quạt cho nó mát. Để hạn chế việc người dân sử dụng bếp than tổ ong, thời gian vừa qua, Chi cục Môi trường, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hà Nội đã thí điểm cấp bếp đun cải tiến cho hơn 80 hộ dân trên địa bàn phường Trúc Bạch dùng thử. Dù không gây độc hại như bếp than tổ ong, nhưng theo người dân, bếp cải tiến có nhiều điểm khiến người sử dụng thấy rất bất tiện. Cái bếp mới thì đỡ độc hại hơn. Thế nhưng cái nhược điểm dân phản ảnh lại cái là khi mình dùng ấy thì đốt lên cái muội than nó bám vào son, nó đen son. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là nếu nói về giá thành thì so với giá thành mà cái than mới với lại than tổ ong ấy thì nó hơi cao hơn một chút. Cho nên là cũng đề nghị nhà sản xuất là kiểm tra lại giá thành và hai là khắc phục cho cái việc tức là bếp than nó bị muội khói đen bám vào lò xo. Tốc độ cháy của cái nguyên liệu thì nó nhanh quá, nửa cháy to, nó không phù hợp với các khu chung cư. Thao tác để nhóm bếp thì nó không tiện, nó chưa được thuận tiện. Thế do vậy mà ý kiến của người dân thì muốn là các nhà sản xuất bếp phải cải tiến để cho nó thực sự phù hợp với cả cái nội thành. Rõ ràng, các giải pháp để loại bỏ dần bếp than tổ ong vẫn cần phải có sự điều chỉnh hợp lý để thực sự phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện kinh tế của người dân. Tuy nhiên, trong thời gian này, người dân cũng cần phải nâng cao nhận thức, loại bỏ dần thói quen sử dụng những nguyên liệu gây ô nhiễm môi trường để bảo vệ sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng.